Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành Ezzy đây, tiếp tục với một series hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là Wormzone.io anh em ơi, tựa game rắn săn mồi anh em ạ, rất là đẹp. Thì link tải sẽ để phía dưới phần comment nhé. Cái phiên bản này thì anh em đã được full vàng cũng như là full skin anh em ạ, quá ngon luôn. Quá ngon để cho anh em luôn đấy, anh em thích có skin gì có skin đấy. Và link tải để phía dưới phần comment nhé. Thế chưa ăn gì nhỉ? Chưa ăn voi anh em ạ, tôi đang nâng cấp con voi một xíu. Ok, game này thì chắc là cũng dễ thôi. Nó giống như kiểu Evo War anh em ơi. Đấy, cho sẽ sử con voi nhé. Chúng ta chơi vô cực, có thể x2 điểm. Có thể chơi thợ săn kho báu hoặc là chơi bất kỳ một chế độ gì. Rất là nhiều chế độ à. Ok. Ôi nhưng mà cái này hơi khó di chuyển anh em ạ. Tại vì nó dạng kiểu gì nhỉ, khó di chuyển lắm. Mình chơi trên giả lập thì nó sẽ hơi bị khó. Nó không chuẩn lắm ấy. Nó không chuẩn như chúng ta chơi trên điện thoại anh em nhé. Rồi kệ cứ chơi đi anh em. Cái này đấu với toàn thế giới à. Ảo loi đấy, ảo loi. Nhìn trông đẹp đấy anh em ạ, nhìn game mình thì đẹp dã man luôn. Chúng ta sẽ đi ăn các loại thức ăn để gọi là lớn lên anh em ạ. Tôi đang ở top 12. Đấy, ok. Nhưng mà di chuyển khó lắm anh em, nó không dễ đâu. Mình có nên đổi nút không nhỉ? Đổi nút thì thành ra nó không ấy lắm. À mình có thể là ui đâm vào tường không có chết không nhỉ? Đâm vào tường chắc là oảng ha. Mình đoán nếu mà đâm vào tường thì chắc là oảng thôi. Tôi lượn như con cá cảnh cho anh em. Rồi anh em ơi. Oh có cái lọ thuốc à. Một cái lọ thuốc này nên uống trước anh em ạ. Con heo vàng. Ui. Đồ ăn lắm thật sự luôn. Thằng nào nó tự vào vào mình nó chết không nhỉ? Mình không biết rồi anh em. Nếu mà nice. Ơ sao tôi lại trở lên top 21 nhỉ? Ảo lòi anh em ạ. Bạn đã đánh bại một con sâu. Nó tự chết anh em ạ. Đấy. Hướng nào đây? Đánh bại con sâu ở hướng nào ấy? À đây đây. Con sâu chết thì nó sẽ rời đây anh em ạ, phải không? Không phải. À đây đấy. Nó đây thật, không phải. Không giống lắm, không giống một con sâu chết lắm. Sao tôi vẫn đứng top 26 nhỉ? Thức ăn trên này nó khá là nhiều anh em ạ, chơi này nó khá là vui. Cái hướng này là hình như là hướng con sâu ạ. Có hướng của con gì nó sẽ ui. Trời làm sâu thế anh em ơi. Game này chính là nhiều người chơi phết đấy nhá. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ cần phải đổi lại cái nút hoặc là làm kiểu gì đấy. Chứ chơi này nó không ổn lắm. 998.000 vãi đạn luôn, có mấy con sâu to vãi cả nồi luôn anh em. Ui sâu đỏ. Tốc độ di chuyển nó đang tăng lên. Mấy con sâu to thế. Tốc độ di chuyển tăng lên nhanh nhỉ. Sắp hết tốc độ di chuyển đấy anh em. Đấy, hết tốc độ di chuyển rồi. Để chúng ta trở lại di chuyển chậm như một con sên đấy. Thừa ăn rất là nhiều. Cái này tôi phải đánh bại những kẻ địch ở trên top cơ thì tôi mới lên được top 1 anh em à. Ơ bạn đã đánh bại một con sâu này. Mình chẳng biết này. À đây đây đây. Úi ôi. Thật là vãi đạn. Trước khi ăn thì nó đã đớp sạch rồi anh em. Điền thế nhỉ. Ok anh em ơi. Đánh bại hai con sâu luôn anh em ạ, chứ không phải một con nữa. Tuyệt vời. Ăn nạt tao. Xin tuổi nhá. Mình là top 19 anh em ơi. Game này khá dễ anh em ạ, khá dễ chơi anh em. Chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi. Chẳng cần phải kỹ năng gì quá cao cả. Tôi nghĩ tôi cẩn thận là tôi sẽ có thể đạt top được. Thế thôi. Lại top 24 rồi. Lên thẳng 1 triệu điểm anh em ạ. Kinh thật.
chúng ta sang vùng trời khác anh em ạ. Ui, con sâu nó chui từ đâu rồi? Nó dài đấy. Ok ok, chúng ta bắt đầu quen cách di chuyển anh em ạ. Ok. Vãi đạn thật sự. Nó đớp sạch luôn đồ ăn của mình. Mình chưa kịp làm gì nó đớp sạch đồ ăn của mình luôn. Mấy con vậy? Cay nhỉ. Mình có lợi thế là mình chơi trên này. Hình như con nào chết thì sao anh em? Đấy đấy đấy. Mấy con nào tỏ thế. Cho tiến vào trung tâm rồi anh em ơi. Nó sẽ có nhiều cái thử thách hơn đấy. Trung tâm thì chúng ta sẽ khó chơi hơn rất nhiều anh em nhé. Tuổi gì? Dai định giết em à? Rắn à? Gươm là sâu chứ không phải là rắn anh em ạ. Nhưng mình cứ nghĩ là đây là rắn. Thật ra nó là sâu ạ. Vùng sâu ạ anh em ạ. Thế giới sâu hoặc cái gì đấy. Chuyển nhanh thế bạn. Tác dụng gì đâu. Trừ khi tôi tự chết thôi, không thì các bạn sao giết được. Tuổi gì các bạn sao giết được túi. Đớp luôn anh em ạ. Không kịp làm gì luôn. Như con nào chết thì sao. Mình rút kinh nghiệm. Mình chém luôn này. Ăn luôn anh em ạ. Biệt tôi to lên rồi anh em. Bọn nó cũng bất lực luôn ha. Vào đây. Kinh đấy. Chúng ta lên top 17 cái là người to vãi cả đạn luôn. À không, mình không phải to mà là mình ăn được cái nó có thể nhìn được từ xa anh em ạ. Mình có thể nhìn được rất là nhiều cái thứ từ xa ấy. Game cuốn phết anh em. Nhưng mà để lên top 1 thế giới thì chắc khó. Khó như anh em nhìn kìa. Mỗi ngày mình review anh em con sâu mới ấy. Đã đẹp ha, ok. Thằng cái lượn lờ khi oẳng. Mình cứ đi đường thẳng thôi. Mình có mình ăn thôi. Quest. Chúng ta không để tên ạ. Hôm nay mình quên không để tên nhé. Tốc độ di chuyển tôi được tăng lên anh em nhé. Tuy nhiên có một con xuất hiện bất thình lình anh em ạ. Rất là bất thình lình luôn. Anh di chuyển khéo lắm. Sao chú có thể bắt được anh? Trừ khi là chán quá thì tự sát thôi. Mình đang di chuyển rất là ngáo à. Tí oảng nha anh em. Nice. Ngon thật sự. Ăn luôn lên top 11 luôn anh em ạ. Tôi ăn tôi ra top 11 luôn anh em. Quá tuyệt vời luôn. Cái đấy nó sẽ hút tất cả những cái đấy, cho nó có thể nhìn được rộng hơn. Chúng ta trở lại top 14 rồi. Tôi chưa lên được top 10 anh em. Thế tôi cố gắng lên top 10 phát. Thế tôi phải ăn được thêm những con khác. Rất nhiều loại thuốc khác nhau giúp chúng ta. Tôi đang cố gắng cắn thật nhiều loại thuốc khác nhau để mình có thể. Rất là nhiều kẻ địch nha anh em. Mấy thằng kia tí oẳng à.
có mình bo hẳn góc dài ra. Thế nhưng mình hạ con gì đằng sau đít mình sao? Thường là như vậy, thường là chúng ta sẽ có thể là đánh được. Như nó ăn hết rồi. Bên kia rất kinh nhá. Lợn đờ định giết mình nhưng không giết được anh em ạ, cày. Tốc độ càng ngày nó càng càng bé. Mình đang ở góc map bản đồ anh em. Lợn rất kinh. Còn thua luôn. Ăn được top 12 cũng là kinh khủng đấy, nếu mà ăn được. Khi mà mình hạ được một con thì nó sẽ thông báo mình nha anh em, chẳng phải lo đâu. Đấy, tuệ tuệ lên đấy. Rồi, cái chuột của mình vừa bị mất chuột. Dí uổng à. Game mà cuốn phết anh em ạ. Thế thì chúng ta thấy là cuốn phết. Chỗ góc này thì nó sẽ an toàn hơn xíu. Sẽ không có nhiều con sâu lắm. Ồ. Sâu bé tí. Chẳng bõ lắm anh em. Nhờ. Thật ra không bõ tí nào luôn. Cái hướng đi di chuyển là như nào đây? Nó có cái mũi tên nên mình không biết là nó cái hướng gì anh em. Cứ phải đi ăn thôi. Chúng ta phải hạ những con to cơ đây này. Con to này, một trong những con to này anh em. Nó cũng chẳng to lắm. Thế như chúng ta thấy là bình thường. Ăn hết anh em, nó đớp hết anh em. Cuốn phết anh em ạ. Nhưng mà khó. Khó nha, chẳng dễ đâu. Dễ ăn chắc, dễ ăn của tao chắc. Có mà ăn nổi nhé. Wow my god, ăn được rất nhiều luôn anh em. Top 11 luôn kìa. Đánh đã không? Bạn vào lò top 10 anh em. Phê lòi, top 9 rồi. Top 7 rồi. Tôi giết được mấy con gì đó kinh phết nhở. Tôi lọt top 7 thế giới ạ, kinh khủng khiếp. Oh my god. Nhưng mà không ăn được nhiều thì chúng ta sẽ lại oẳng. Mình cũng đoán là nếu mình không ăn được thì mình sẽ bị oẳng. Dưới này có ai không? Tôi là top 7, tôi vẫn top 7 anh em ơi. Tí quá hả? Quá. Chờ vẫn top 7 anh em. Thế nhưng mình lại đớt được con gì đấy sao? Sao được bạn? Ui. Nó là đã, đồ ăn nó là đã. Đồ ăn nó là đã. Ok anh em ơi, chắc là ta phải dừng thôi. Tập này đã hơi dài. Game này khá là hay, theo như mình thấy như vậy. Đánh nó khá dễ nhưng mà để lên top 1 thì là khó anh em nhé. Không dễ để lên top 1 thôi. Chứ top 10 thì mình hoàn thành xuất sắc rồi anh em ơi. Tôi lên top 7 này. Tôi lên còn tới top 6 phát nhỉ. Có lên top 6 được không? Top 6 luôn ạ. Vãi đạn chưa anh em. Top 6 luôn kìa. Bá đạo chưa. Top
6 siêu bá đạo rồi đấy. Chúng ta đạt top 6 anh em. Đang chậm dần đều à. Top 5 được không? Đạt top 5 được không? Rồi, to quá này. Ăn được con này hết nước chấm luôn anh em. Hình như mình đã giết được con sâu nữa, nào ở đâu nữa? Ở chỗ nào nữa? Đâu? Giết được con nào ở đâu ấy? Mình giết ở đâu ấy nhỉ? Mình cũng không biết mình giết ở đây này. Tuổi gì ăn táo? Tuổi gì ăn táo? Tuổi...